con hầu nó đang đóng mà đóng lên những cái tảng đá này các bạn. Này là lúc trước là nước nó ngập lên tới trên đây cho nên hầu nó sẽ đóng vô những cái tảng đá như thế này. Đây là cái con này các bạn có thể ăn sống hoặc là nướng rất là nhiều nha, mà nó rất là bén. Gió hôm nay cũng rất là lớn nha các bạn. Thank you.